và ở trong ngày hôm nay thì sứ mệnh cũng rất mong là có sự đóng góp những lời ca tiếng hát thay cho những lời chúc mừng nào của quý vị đại biểu của hội trai cũng như hội nhà gái có mặt tại hội trường của chúng ta hôm nay. Nơi nào vẫn nhớ quê nhà, định mệnh xưa không làm bối rối lòng ta. Nào ta hãy nắm tay nhau, cùng ung dung đi trong cuộc đời. Ngày xưa gió trăm chút lo lắng khi chỉ có nhau. Đường ta đi, gian lang từng bước vẫn đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám nhiều, dám vượt hết tất cả những thành công. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên. Muôn đời xứng danh chiều trời. Vâng, và sau khi mời lướt các cô xong thì xin mời cô dâu chú rể lại trở lại hai chiếc ghế nóng của ban tổ chức đã dành cho cô dâu và chú rể để chúng ta làm tiếp tục của thủ tục của chương trình. Nơi nào vẫn nhớ quê nhà, định mệnh kia không làm bối rối lòng ta. Nào ta hãy nắm tay nhau, cùng ung dung đi trong cuộc đời. Để sương gió trong chút lo lắng khi vì có nhau. Vượt qua đi, gian nan từng bước vẫn đi hiên ngang. Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám yêu, dám vượt hết tất cả đến thành công. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên. Muôn đời xứng danh chiều trời. Bây giờ kính thưa các cô, các bà, thưa tập thể cô chú bác, các trẻ năm mươi thanh niên và các vị khách quý. Hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta, các đại biểu của công ty họ đã trở lại trong hội trường của hội trai hôm nay. Và trong thời gian đưa đón